It is our obligation to teach future generations the truth. The truth that communist ideology is responsible for crimes against humanity. Dòng lịch sử Việt Nam không thiếu những khúc quanh bi thảm mà dân tộc Việt Nam phải gánh chịu. Nhưng tình trạng lãnh thổ bị xâm chiếm, văn hóa dân tộc bị phá hủy và những người yêu nước bị sát hại có hệ thống chỉ xảy ra kể từ khi Cộng sản có mặt trên đất Việt. Chiến tranh Việt Nam đã lấy đi hàng triệu sinh mạng của hai miền Nam Bắc. Những cuộc thảm sát tập thể đẫm máu tại Việt Nam, ước tính hàng chục ngàn người vô tội là nạn nhân của Cộng sản trong chiến tranh cũng như khi hòa bình. Tiêu diệt người yêu nước là mục tiêu của Cộng sản trong cuộc xâm lăng miền Nam. Những cuộc ám sát vào thập niên 60-70 của Cộng sản phải kể đến những nhà ái quốc. Chủ nhiệm báo Quần chúng Nguyễn Văn Sâm, dân biểu Quốc hội Trần Văn Văn, ký giả Từ Trung báo Chính luận, bác sĩ giáo sư Trần Anh, tổng trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục Lê Minh Trí. Đặc biệt, hai nhà ái quốc nổi tiếng bị Cộng sản sát hại đã làm chấn động dư luận năm 1945 và 1971. Ông Phạm Quỳnh, nhà trí thức văn hóa theo chủ nghĩa dân tộc, là người có uy tín lớn trên chính trường Pháp. Ông chủ trương xây dựng nền quân chủ lập hiến cho Việt Nam, chống lại sự áp đặt chủ nghĩa Cộng sản của Hồ Chí Minh. Lo sợ vai trò của Phạm Quỳnh sẽ ngăn chặn mưu đồ của chế độ, Việt Minh đã sát hại ông ngày 23 tháng 8 năm 1945 tại Huế, lúc ông mới 53 tuổi. Vì Việt Minh đến nhà tôi thì bắt ông cụ tôi, thì nó nói rằng là mời ông cụ lên họp. Hôm qua, ngày hôm ấy tôi đang chơi ngoài sân với em tôi, thì tôi thấy một chiếc xe, và sau này tôi biết chiếc xe đó là một chiếc xe Renault Zinvacat. Thế ông cụ tôi thì được bảo là được giấy mời đi họp, thì ông cũng quần áo chỉnh tề ra xe ngay. Và anh lãng tôi xin đáp tùng theo, thì nó bắt được lãng. Sau đó nó đưa lên lao thừa phủ đó. Nhưng mà rồi sau người ta đưa đi để thủ tiêu ở tận làng Hiền Sĩ ở Quảng Trị. Ông Nguyễn Văn Bông là nhà trí thức người Việt đầu tiên đậu bằng thạc sĩ về công pháp quốc tế tại Pháp. Ông được bổ nhiệm làm viện trưởng Học viện Quốc gia Hành chánh thời đệ nhị Cộng hòa. Khi hay tin giáo sư Nguyễn Văn Bông sẽ trở thành thủ tướng để thành lập một chính phủ dân sự, Cộng sản quyết định thủ tiêu nhà lãnh đạo chính trị có uy tín Nguyễn Văn Bông. Ông bị sát hại tại Sài Gòn ngày 10 tháng 11 năm 1971, lúc mới 42 tuổi. Giáo sư Nguyễn Văn Bông sinh ngày 2 tháng 6 năm 1929, nguyên quán là làng Kiển Phước, tỉnh Gò Công. Cha là thợ bạc, mẹ là thợ may,
hai người ly dị nhau khi ông mới lên 3 tuổi. Bà Nguyễn Thị Năm, thân mẫu của giáo sư Nguyễn Văn Bông, vẫn còn minh mẫn. Bà kể lại thời niên thiếu và con đường học vấn của giáo sư Bông. Mẹ giáo sư Nguyễn Văn Bông, sinh Nguyễn Văn Bông, tại nhà thương Ngộ Công, 1929, năm Kỷ Tỵ, học lớp 1 ở trường Kiểm Phước. Khi đi học đó, dùng cái xe và cái dành thúng, có cái cây chừng 5 tấc vậy đây đánh cái xe. Cái dành thúng rồi chạy tới đâu thì đi theo tới đó cho mau. Hồi nhỏ 3 tuổi, được ông bà nội, lúc đó là bán nước mắm, nuôi bác Bông đi học. Và bà nội đó làm bánh để cho bác Bông đi lại trường đó, bán cái bánh để có tiền mua sách. Tới trung học phải đi ngồi ở ngoài đường đó, rửa xe máy để có tiền để sinh sống. Đến Sài Gòn, vô cái trường trung học đó, để học. Rồi ở đó thì sáng đi học, tối lại học đánh máy. Rồi học giỏi rồi dạy lại người ta để dành dụm một ít tiền mua cái vé tàu qua ba lê học tiếp. Gia đình không có dư giả cho nên không có gửi tiền, cho nên ở bển làm việc cực nhọc để học, để có tiền đặng đóng tiền trường. Rồi bác Bông đó đi tới mấy cái đại học để xin sinh viên nào muốn mà đánh bái bài đó, bác Bông đánh máy rồi lấy tiền đó để sinh sống và đi học trường Louis Le Grand, đi học mấy 4 năm trời tới Tú Tài. Và xong Tú Tài đó đi dạy riêng và đi làm những cái công việc như là rửa chén, đi làm bồi bàn. Thì có gặp giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, cũng đi chung, hai người cũng học chung một cái trường ở Sorbonne. Ông Huy cũng học Political Science. Chúng tôi có mở một cái tiệm ăn tên là Sông Hương, La Rivière du Parfum, ở quận 5 của Paris. Lúc ấy thì làm việc trong tiệm thì có anh Nguyễn Ngọc Huy và anh Nguyễn Văn Bông là hai sinh viên chuyên môn phải đi học, cũng tiếp tay trong tiệm ăn với mọi người chạy bàn rửa chén để có tiền để mà tiếp tục học hành, và vì sao còn cộng sự với nhau trong cái chuyện tranh đấu cho nước nhà nữa. Bác Bông cũng có đi ở chợ kêu bằng Lê An, là một cái chợ rất lớn giống như cái chợ Sài Gòn. Bác Bông 4 giờ đã đi ra đã khiêng vác cho những người mà đi tới chợ và để đồ để bán. Rồi bác Bông làm xong những cái việc đó đó thì bác Bông bị hoa lao. Học rồi được học giỏi, đậu tiến sĩ và thạc sĩ. Sau khi về Việt Nam giải trường lực, nhờ tôi đi lập gia đình hỏi vợ, đi cưới vợ là Lê Thị Thu Vân. Xong thì có 3 đứa con, Thu Ánh, Lê Việt và Lê Quốc, tức là ánh sáng của nước Việt Nam. Lùn án của anh Bông là dày độ 150 trang. Cái này là anh cho tôi từ năm 1960 mà tôi giữ tới bây giờ. Anh trình lùn án ngày 27 tháng 6 1960. Cái đề tài của anh là về công pháp, về hành chánh. Tiếng Pháp là décision exécutoire et décision faisant grief. Anh Bông là người sáng lập ra tờ báo Kinh Tài Pháp và anh làm chủ nhiệm từ 1957 đến khi anh về Việt Nam.
là từ 51 tới 63 đó, anh Bông vì vấn đề tài chính thành ra có đi làm việc. Làm việc ở thời đó đó, mà đi học đó, thì là cái làm việc mà dễ nhất là đi làm giám thị ở các trường trung học. Thì anh Bông có làm giám thị ở trường trung học kỹ thuật ở Champagne-sur-Seine. Vì vậy thành ra anh cũng ít có thời giờ mà để ở Paris, ít có thời giờ mà để học thư viện. Ngày 1 tháng 8 năm 1963, nhân buổi lễ khai mạc tại trường Đại học Luật, giáo sư Bông đã chọn đề tài Đối lập trong chính thể dân chủ làm bài diễn giảng đầu tiên, đã gây sửng sốt cho các giáo sư và sinh viên. Ông nhấn mạnh vai trò của đối lập là nhu cầu cần thiết trong chính thể dân chủ để hạn chế và kiểm soát chính quyền. Đối lập cũng giúp chính quyền thu thập những dư luận trong quần chúng và cộng tác với chính quyền một cách hữu hiệu khi phải đối phó với các thế lực ngoại xâm. Thái độ phi chính trị là nguyên nhân của sự suy đồi chính trị. Rất nhiều chế độ bị lật đổ vì đã lẩn tránh chính trị, đã từ khước sự tham gia của công dân. Thái độ phi chính trị không những là một ảo tưởng mà còn là khuynh hướng đề cao thái độ thụ động của công dân trước thời cuộc. Giáo sư Bông cho rằng, việc xây dựng nền dân chủ phải là kết tinh của hoạt động song phương giữa chính quyền và đối lập. Nhiều người lầm tưởng đối lập chính trị với chống đối phản kháng. Muốn làm đối lập chính trị, trước hết phải tôn trọng chế độ, hiến pháp và luật pháp của chế độ đó. Đối lập chính trị gồm có 5 bước. Thứ nhất là tập thể, thứ hai là công khai, thứ ba là hợp pháp, thứ tư là bất bạo động và thứ năm là xây dựng. 3 bài học tôi coi như để đời. Đó là bài học công dân giáo dục về chính trị, bài học về sự nguy hại của cái nạn phi chính trị và cả bài học về đối lập. Thì thật sự Bộ Quốc gia Giáo dục đã có chương trình giáo dục công dân ở trường học. Nhưng mà cái việc giáo dục công dân trong cái chương trình học đó, nó nặng về phần nói về trách nhiệm và nghĩa vụ của người công dân, mà không đề cập tới một yếu tố vô cùng quan trọng là giáo dục về chính trị. Vì chính trị nếu không được giáo dục, rất dễ bị hiểu cái nghĩa sai là cái xấu trong chính trị. Giáo sư Bông cũng đã viết thành một cái bài về phi chính trị, đăng trên cái nhật báo cấp tiến. Và cái bài học phi chính trị đó cũng đã đạo thành được những cái tiếng vang rất lớn thời bấy giờ. Thì tôi ngưỡng mộ nhất giáo sư Bông, một nhà trí thức khoa bản, yêu nước, nhiệt tình, có một cái quyết tâm xây dựng dân chủ rất cao và có một cái sự dũng cảm mà đáng khâm phục, bất chấp cái sự đe dọa của Cộng sản. Lần thứ nhất mà tôi gặp giáo sư Bông thuyết trình về một cái đề tài rất là nhạy cảm, tức là thuyết trình về đối lập chính trị, một cái đề tài mà Tổng thống Ngô Đình Diệm chắc chắn là không chấp nhận. Nhưng mà giáo sư Bông không có sợ một cái áp lực hay là một cái sự đe dọa gì. Sở dĩ mà xảy ra một cuộc ám sát như vậy 2 lần đối với giáo sư Bông là vì giáo sư Bông có thể trở thành vị thủ tướng dân sự đầu tiên sau cuộc đảo chính 1963. Vì xưa chúng ta đấu tranh chính trị chỉ là cướp chính quyền, đảo chính và đổ máu cách mạng. Chúng ta không bao giờ biết thế nào là đấu tranh
không đổ máu, đấu tranh hiến định, đấu tranh ôn hòa. Đó là những cái mà chúng ta học được của những vị đàn anh, trong đó có tinh thần của giáo sư Bông, có tinh thần của giáo sư Huy. Trong cái chế độ của Tổng thống Ngô Đình Diệm, lúc đó tất cả các quy chế đảng phái tôn giáo vẫn là cái dụ số 10. Không có quy chế đối lập đảng phái mà giáo sư Bông đã thuyết trình về đảng phái và đối lập chính trị, nó tạo một cái sinh khí, một cái luồng gió mới cho cái sinh hoạt dân chủ ở miền Nam. Thành ra đối lập xây dựng nó là cái động lực để xây dựng phát triển quốc gia, và chúng ta cần cái điều đó. Và Cộng sản họ biết rõ hơn ai hết là nếu giáo sư Bông Bông mà lên làm thủ tướng thì sẽ là cái đại họa cho Cộng sản. Giáo sư Bông khi mới về đã nói một câu là tránh đảng và đối lập chính trị. Vì ở một nước dân chủ đó, có tránh đảng mà không có đối lập chính trị thì nó là độc đảng, nó là độc tài, nó là độc tôn. Mà tránh đảng và đối lập chính trị, vì cái đối lập chính trị và cái tránh đảng nó phải đi với nhau. Đó là cái di sản quý giá nhất của giáo sư Nguyễn Văn Bông để lại cho hậu thế về sau này. Trường hợp như giáo sư Bông đã tốt nghiệp tại bên Pháp với cái bằng thạc sĩ như vậy, có thể sống tại Pháp và về Việt Nam, có thể chọn một cái ngành nghề khác, nhưng mà giáo sư vẫn dấn thân vào con đường chính trị. Mà đường chính trị tại miền Nam Việt Nam lúc đó là rất là khó khăn, Cộng sản. Bởi vì chính sách của Cộng sản đó, mà theo Hồ Chí Minh họ tuyên bố sẵn sàng là khi mà mình tiêu diệt cán bộ quốc gia một người đó, thì phải mất nhiều chục năm để họ đào tạo một người khác. Bởi vì những người nhân tài trong giai đoạn đó là những cái nguyên khí của quốc gia. Mà nguyên khí nếu mà mạnh đó, thì quốc gia sẽ mạnh lên. Nguyên khí mà yếu thì quốc gia cũng suy yếu. Ông Bông là cái người đầu tiên đã mở đường cho tôi nghiên cứu về Hồi giáo, và từ đó tôi mới viết một loạt bài về cái nghiên cứu. Và đồng thời tôi mới viết ra cái cuốn Dân tộc Chàm lịch sử ở tại Việt Nam. Ông mới đưa cho tôi một cuốn sách của giáo sư Pierre Rondeau, mà những anh em nào học ở bên Sorbonne thì biết giáo sư Pierre Rondeau. Ông viết một cuốn sách vào khoảng 40 mấy, 50 mấy, mà ông đã có cái nhìn rất là xa mà trong cái bài giảng văn của ông ở tại trường Sorbonne. Tôi nhờ cuốn sách đó mà từ đó tôi mới tìm hiểu ngược trở lại những cái gì mà tôi đã sống qua, và đồng thời tôi biết tất cả những tác dụng rồi đưa tôi vào một cái thế giới nghiên cứu và đồng thời cái phương pháp luận về sau này. Cái điều đó chính giáo sư Nguyễn Bông là cái người đối với tôi có tư cách cá nhân đó là ông tác động rất là lớn. Giáo sư dạy môn quốc tế công pháp và luật hiến pháp, đặc biệt luật hiến pháp. Giáo sư đào sâu cho các sinh viên hiểu về cái hiến pháp của đệ nhất Cộng hòa và có dịp so sánh với những hiến pháp của Anh Lê, hiến pháp của Pháp, hiến pháp của Mỹ. Và giáo sư nhận xét tổng kết rằng với cái xã hội Việt Nam trong cái thời đó, cái hiến pháp ngày 26 tháng 10 của đệ nhất Cộng hòa chưa hoàn hảo, và chúng ta chỉ dùng cái đó làm nền tảng cho cái nền dân chủ của Việt Nam lúc bây giờ mà thôi. Đặc biệt chỉ có môn luật hiến pháp do giáo sư Nguyễn Văn Bông dạy thì được sinh viên yêu chuộng nhất, chẳng những về nó hay về đề tài mà là về cái đạo đức và tài giảng giải uyên bác của giáo sư Nguyễn Văn Bông. Cho nên mỗi lần giáo sư dạy là sinh viên đến đề nghị cải giảng đường, ngồi từ bên trong ra bên ngoài. Tôi là một quân nhân cho nên không đến trường thường xuyên được. Tuy nhiên nhờ mua những sách của những giảng sư viết để tự học, trong đó có quyển luật hiến pháp của giáo sư Bông. Trường Quốc gia Hành Chánh được thành lập năm 1952 tại Đà Lạt dưới thời Quốc trưởng Bảo Đại. Năm 1955,
Thủ tướng Ngô Đình Diệm nhận thấy tầm quan trọng của công cuộc xây dựng quốc gia, đã cho dời trụ sở của trường về Sài Gòn và đổi tên là Học viện Quốc gia Hành chánh. Là cái mô hình dân chủ của giáo sư Bông cùng với một số vị giáo sư khác như giáo sư Nguyễn Quy v.v. đã xây dựng cho miền Nam trước 1975, là phải thực sự hữu hiệu và linh động để vừa xây dựng đất nước vừa chống cầm. Giáo sư Bông đã đưa cái mô hình cho rằng trí thức trẻ phải bây giờ phải đứng dậy là đáp ứng cái nhu cầu của miền Nam lúc đó. Thì cái nền văn hóa chúng ta mấy ngàn năm luôn luôn tôn trọng trí thức, và trí thức phải hướng dẫn quần chúng, nhất là quần chúng ở những nước chậm tiến như Việt Nam. Học viện Quốc gia Hành chánh là cơ sở giáo dục đặt trọng tâm vào việc đào tạo nhân viên hành chánh cao cấp cho chính phủ qua 4 chương trình học gồm cao học, đốc sự, tham sự và năng lực hành chánh từ năm 1960 với sự yểm trợ của Đại học MSU tại Michigan. Các sinh viên tốt nghiệp thủ khoa được cấp học bổng du học tại Hoa Kỳ. Đa số các sinh viên tốt nghiệp, họ đã trở về làm giảng viên cho học viện. Giáo sư Bông được cử làm viện trưởng Học viện Quốc gia Hành chánh ngày 15 tháng 10 năm 1964. Và chúng tôi đã học hỏi rất nhiều ở giáo sư Nguyễn Văn Bông. Mặc dù giáo sư đã ra đi một thừa thế kỷ, nhưng tất cả những công việc, những hình ảnh mà giáo sư đã làm trong suốt thời gian còn tại thế đã để lại một dấu ấn rất quan trọng cho miền Nam Việt Nam. Dấu ấn đó là chúng ta vừa chiến đấu chống cộng sản, vừa thực hành một chế độ dân chủ thực sự trong những bầu cử cũng như những định chế khác mà giáo sư Nguyễn Văn Bông đã đề ra. Giáo sư Nguyễn Văn Bông đã đào tạo một thế hệ trẻ, một tầng lớp trẻ vô cùng quan trọng để tiếp tục lãnh đạo miền Nam Việt Nam. Tuy nhiên, giáo sư đã ra đi, sự không may đó cho gia đình, cho những người học trò của ông và cho đất nước Việt Nam. Sau 23 năm, Học viện Quốc gia Hành chánh đã đào tạo được 2.784 cán bộ hành chánh cho chính phủ. Tiếc thay, sau ngày định mệnh 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam rơi vào tay Cộng sản. Việt Nam không còn là quốc gia đào tạo những nhà lãnh đạo có kiến thức và chuyên môn cho sự phát triển đất nước như mục tiêu đào tạo của chính phủ Việt Nam Cộng hòa. 30 tháng 4 năm 1975 chính là khúc quanh đen tối nhất của lịch sử Việt Nam. Tình hình chính trị của miền Nam năm 1968 đã khiến hai người bạn cùng chí hướng, giáo sư Nguyễn Văn Bông và giáo sư Nguyễn Ngọc Huy quyết định thành lập một đoàn thể chính trị hợp pháp tại miền Nam, lấy tên là Phong trào Quốc gia Cấp tiến, đối lập với chính quyền và đấu tranh chính trị trực diện với Cộng sản. Quốc gia Cấp tiến ra đời vào năm 1969, gồm có nhiều thành phần, tập hợp thành ba thành phần chính. Thứ nhất là thành phần chuyên viên trí thức. Thứ hai, thành phần đảng phái tôn giáo. Và thứ ba, thành phần dân biểu nghị sĩ. Ba thành phần tập hợp lại, mỗi một thành phần 20 người, ba thành phần 60 người hợp lại thành lập chủ tịch đoàn của phong trào Quốc gia Cấp tiến. Cương lĩnh của phong trào là cổ võ cho một nước Việt Nam thống nhất dưới một chế độ dân chủ với quyền bình đẳng giữa các công dân, tôn trọng nhân quyền, triệt tiêu tham nhũng và cải tổ hành chánh. Tôi thấy ở trong Cấp tiến có sự hợp tác giữa giáo sư Bông và giáo sư Huy. Đó là cái sự hợp tác rất lý tưởng đối với tôi. Bởi vì giáo sư Bông là một nhà trí thức dễ phát triển phong trào
theo chiều rộng ở tầng trên trong giới tư sản và trí thức. Còn giáo sư Huy là người chuyên hoạt động về đảng phái, về cán bộ ở hạ tầng, cho nên dễ phát triển phong trào ở chiều sâu, ở trong quần chúng. Chỉ trong một thời gian ngắn sau ngày ra mắt, phong trào phát triển nhanh chóng. Hầu hết các tỉnh, thị xã và các xã quan trọng trên toàn quốc đều có cơ sở tổ chức của phong trào. Giáo sư Nguyễn Văn Bồng và giáo sư Nguyễn Ngọc Huy đã chứng tỏ là hai nhà lãnh đạo chính trị có tầm vóc quốc gia, tài đức vẹn toàn, có khả năng thu phục nhân tâm và lãnh đạo đất nước, đương đầu với Cộng sản. Giữa lúc uy tín của phong trào đang lên cao và giáo sư Nguyễn Văn Bông được mời thành lập một chính phủ dân sự, thì Cộng sản đã lên kế hoạch thủ tiêu cả hai nhà lãnh đạo. Cuộc ám sát giáo sư Nguyễn Văn Bông ngày 10 tháng 11 năm 1971 là sự kiện gây tổn thất lớn đến nhân sự của phong trào quốc gia cấp tiến. Giáo sư Nguyễn Văn Bông cùng với giáo sư Nguyễn Ngọc Huy gặp nhau ở Pháp Quốc và hai người quan sát cái xã hội và chính trị của Tây Phương, thấy tại sao nó ổn định, tại sao nó phát triển và tại sao nó hùng mạnh. Hai người đã xây dựng nó qua cái phong trào quốc gia cấp tiến. Tin của một cán bộ đã ra đầu thú, đã nói với giáo sư Huy. Ông Lê Dững khi mà ông gửi những cán bộ ông vào Nam thì ông đã chỉ thị. Lâu nay trí thức, trung lưu, tiểu tư sản, nông dân không có đoàn kết nhau. Nhưng bây giờ họ đã đoàn kết dưới cái dù của cái phong trào quốc gia cấp tiến, cho nên các anh bằng mọi giá phải triệt hạ cái phong trào này. Tức là phải ám sát cả hai người, Nguyễn Văn Bông và Nguyễn Ngọc Huy. Tới năm 1972 tôi có dịp tham dự một cái lễ dỗ đầu tiên bằng cái cuộc rước đước xuyên Việt từ 1972 từ cái vĩ tuyến 17 cho tới Rạch Giá. Có thể nói là rất là ý nghĩa, bởi vì nó nói lên là một cái tinh thần của giáo sư Nguyễn Văn Bông trong cái vấn đề mơ ước xây dựng một cái chế độ dân chủ cho Việt Nam. Phong trào quốc gia cấp tiến dưới vai qua anh em dân biểu chúng tôi tại Hạ Nghị Viện, chúng tôi đã đóng vai trò là dân biểu đối lập trong sinh hoạt nghị trường suốt 8 năm từ 1967 tới ngày 30 tháng 4 1975. Anh em dân biểu chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ trong vai trò của mình là đối lập chính trị, đấu tranh nghị trường. Sáng sáng tôi về, tôi làm trưởng ty thanh niên Bình Dương, thì anh ba anh có giao cho tôi một cái nhiệm vụ là anh làm sao anh về anh tổ chức được cái phong trào quốc gia cấp tiến tại Bình Dương. Và tôi gửi thơ mời tất cả những người quen biết thì họ đi rất đông. Cái ban chấp hành tỉnh bộ phong trào quốc gia cấp tiến bắt đầu hoạt động. Trong lúc đó thì anh ba anh còn lên để mà cho mấy cái quận bộ ở phong trào quốc gia cấp tiến ở các quận ra mắt. Tiếp theo lời mời của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, giáo sư Nguyễn Văn Bông đã chấp nhận chức vụ thủ tướng để thành lập một chính phủ chuyển từ quân sự sang dân sự, đoàn kết dân tộc, đảng phái và tôn giáo. Điều này khiến Cộng sản quyết định thủ tiêu giáo sư Bông. Ngày 25 tháng 11 năm 1968, một quả bom phát nổ cạnh phòng làm việc của giáo sư Bông tại tầng 2 Học viện Quốc gia Hành Chánh. Tuy nhiên, ông thoát chết nhờ bàn làm việc vững chắc giữ không bị cả bức tường đè bẹp. Sau khi miền Nam bị cưỡng chiếm, trong một bài viết trên báo Thanh Niên của Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ký giả Nam Thi đã xác nhận hai người chịu trách nhiệm về vụ ám sát giáo sư Bông vào ngày 25 tháng 11 năm 1968 là luật sư Đỗ Hữu Cảnh và công nhân Trần Văn Hoành.
mưu sát lần thứ hai xảy ra tại trụ sở Hội Việt Mỹ do giáo sư Bông làm chủ tịch. Chỉ cách một ngày vụ mưu sát lần thứ nhất, rất may giáo sư Bông không có mặt tại trụ sở. Sau hai lần mưu sát thất bại, khi biết giáo sư Bông sẽ chính thức đảm nhiệm vai trò thủ tướng để thành lập một chính phủ dân sự, Cộng sản quyết định sát hại ông bằng mọi giá, con người có thể ảnh hưởng đến thất bại cuộc xâm lăng miền Nam của họ. Vũ Quang Hùng, sinh viên năm thứ ba Đại học Khoa học Sài Gòn, đã hoạt động trong tổ trinh sát võ trang nội thành từ đầu năm 1971, là đội trưởng đội trinh sát võ trang, cũng là thành viên của Ban An ninh T4, một cơ sở nội gián của Cộng sản tại Sài Gòn. Cùng tham gia có Lê Văn Châu, sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa đào ngũ, cũng là người của cơ sở nội gián. Cung cấp lựu đạn cho hung thủ là Nguyễn Hữu Thái, kiến trúc sư, cựu chủ tịch Tổng hội sinh viên Sài Gòn, đang là trung úy chiến tranh tâm lý quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Sau nhiều ngày theo dõi lộ trình di chuyển của giáo sư Bông, Vũ Quang Hùng chọn ngày 10 tháng 11 năm 1971 để thực hiện cuộc ám sát. Đích thân Vũ Quang Hùng lái chiếc Honda 67, ngồi phía sau ôm cặp da đựng lựu đạn kích nổ và một trái mìn là Lê Văn Châu. Gần 12 giờ trưa, chiếc Falcon chở giáo sư Bông rời Học viện Quốc gia Hành Chánh đến đường Trần Quốc Toản, rẽ vào đường Cao Thắng. Chiếc Honda của Vũ Quang Hùng cố vượt qua chiếc Falcon, giữ khoảng cách với chiếc Falcon 5-6 mét. Cách ngã tư Cao Thắng Phan Thanh Giản chừng 15 mét thì đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu đỏ. Hùng dừng Honda để Châu bước xuống, rồi phóng qua bên kia đường, chui vào một con hẻm. Châu vừa xuống xe thì chiếc Falcon cũng vừa ngừng. Châu tấp vô lề, vòng ra phía sau xe hơi, quăng chiếc cặp da xuống ngay gầm xe bên phải, rồi chạy nhanh qua bên kia đường. Đúng lúc Châu nhảy lên chiếc Honda chờ sẵn thì một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Hùng lập tức siết tay ga, lao nhanh vào con hẻm. Giáo sư Bông, tài xế và các vệ sĩ cùng thiệt mạng. Ngày 26 tháng 6 năm 1972, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia loan báo đã bắt giữ Vũ Quang Hùng, chủ mưu cuộc ám sát giáo sư Nguyễn Văn Bông, và cho trình diện thủ phạm tại Trung tâm Quốc gia Báo chí. Hùng cho biết được lệnh của Thành ủy Sài Gòn ám sát giáo sư Nguyễn Văn Bông và sẽ tiếp tục ám sát các nhân vật khác như giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, các dân biểu, nghị sĩ, các đảng phái và tôn giáo. Tạp chí Đối diện của Linh Mục Chân Tính năm 1976 có đăng bài của Vũ Quang Hùng tường thuật lại vụ ám sát giáo sư Bông tại đường Cao Thắng. Sát đó là nhiều vụ là thuộc cái chủ trương của Đảng Cộng sản. Mà ta cũng biết là cái Mặt trận Dân tộc Giải phóng, cái Hội Sinh viên Cứu quốc lúc bây giờ đó
là đều là cái tổ chức ngoại vi mà do Đảng Cộng sản tổ chức ra. Vụ ám sát giáo sư Bông giữa đô thành Sài Gòn đã làm sụp đổ kế hoạch mang tính chiến lược giải pháp Nguyễn Văn Bông của cả chính quyền Hoa Kỳ lẫn Việt Nam Cộng Hòa. Đám tang giáo sư Bông được cử hành trọng thể tại trụ sở của phong trào quốc gia cấp tiến. Các cơ sở phong trào khắp nơi treo cờ rủ suốt một tuần lễ và cử đại diện về Sài Gòn dự đám tang. Một dòng người tham dự gồm đại diện chính quyền và nhiều thành phần xã hội kéo dài trên một cây số đông đảo chưa từng thấy trong 40 năm qua. Quân viên của Học viện Quốc gia Hành Chánh, sinh viên đã tự động làm một ngôi tượng để nhớ ơn công ơn của giáo sư Nguyễn Văn Bông đối với đất nước, đối với sinh viên và đối với những thế tất cả thế hệ mai sau. Giáo sư Bông được chôn cất tại nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi, Sài Gòn. Năm 2005, tro cốt của ông được di dời từ Việt Nam đến thành phố Falls Church, tiểu bang Virginia. Ngày 15 tháng 7 năm 2005, lễ an vị cố giáo sư Nguyễn Văn Bông đã được tổ chức tại National Memorial Cemetery với sự tham dự của hơn 100 người, gồm quan khách, thân nhân, sinh viên và các viên chức chính quyền địa phương. Đường ta đi dù giãn lớp gai châm, ngày chiến thắng sáng ngời chờ đợi đó. Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, người bạn học của giáo sư Bông tại Pháp, người sát cánh với ông trong phong trào quốc gia cấp tiến, đã nói về người bạn chí thiết như sau. Trong suốt 9 năm trường tranh đấu, giáo sư Nguyễn Văn Bông không lúc nào xa rời lý tưởng dân chủ tự do, thật xứng đáng là một chiến sĩ tiên phong của lý tưởng này ở Việt Nam. Năm tôi học năm thứ nhất tại cao học, ban cao học tại trường Quốc gia Hành Chánh, thì có một hôm giáo sư Bông gọi tôi. Ông Hoa Thế Nhân cho biết lúc bấy giờ ông ở trong ban đại diện sinh viên của học viện, được giáo sư Bông cho hay có một nhóm sinh viên trong ký túc xá tổ chức rải trường đơn và biểu tình chống giáo sư viện trưởng. Sau đó, cảnh sát đến học viện gặp viện trưởng để thông báo lệnh bắt giữ nhóm sinh viên này. Giáo sư Bông có nói với họ là các quý vị bắt họ thì nên để họ ra ngoài. Bây giờ này họ đang ở trong giảng đường đi học, các anh bắt thì tôi lại mang tiếng là chỉ thị cho các anh bắt học trò. Như vậy nó lương tâm tôi nó không ổn. Báo chí nó sẽ chỉ trích tôi nặng lắm. Và tôi cũng thấy cái tinh thần tự trị đại học nó bị vi phạm. Thì vì không có lệnh của giáo sư Bông cho nên họ không bắt được mấy người này. Và những người này sau đó họ đông ổ, họ leo rào, thì họ nhảy ra họ trốn. Khi mà hay tin giáo sư Bông bị ám sát chết
vào năm 1971. Lúc đó tôi đang đi tập sự tại tỉnh Đình Tường, Mỹ Tho. Thì khi nghe tin của giáo sư Bông bị mất, thì những anh em đang đi tập sự rất là vô cùng bàng hoàng. Coi đó không thể nào mà có thể sự thật được, là vì với một cái người trí thức mà rất là gần gũi với thanh niên sinh viên lúc bây giờ, rất là giản dị, ở một cái phong cách mặc dù là trí thức, mặc dù là bậc cấp cao, nhưng mà đối với sinh viên trong lớp thì giáo sư Bông gần gũi giống như là một bậc đàn anh hơn là một vị thầy mà ở xa không có thể giấu tới được. Chính giờ phong cách đó mà sinh viên rất là yêu mến giáo sư. Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu đã ký sắc lệnh số 676 truy tặng đệ tứ đẳng Bảo Quốc Huân Chương cho giáo sư Bông. Giáo sư Nguyễn Văn Bông mất đi chẳng những để lại tiếc thương cho giới trí thức, giới sinh viên cũng như các đoàn viên phong trào quốc gia cấp tiến, mà quốc gia cũng thiệt mất một nhân tài lỗi lạc, một công dân gương mẫu chỉ biết suốt đời tận tụy phục vụ quê hương. Nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày giáo sư Bông bị cộng sản sát hại. Tưởng niệm người quá cố là hồi tưởng một nhà lãnh đạo chính trị tài năng, đức độ, đầy viễn kiến và một nhà ái quốc phục vụ đất nước đến hơi thở cuối cùng. Di sản quý giá để lại của ông dành cho các nhà lãnh đạo tương lai là mô hình dân chủ phát triển dưới một thể chế dân chủ pháp trị. Cũng là lúc ghi nhận những tình cảm sâu xa của các môn sinh, của đồng nghiệp và của những thế hệ trẻ sinh sau chiến tranh dành cho con người đã đi vào lịch sử Việt Nam, giáo sư Nguyễn Văn Bông. Riêng với giáo sư Nguyễn Văn Bông thì Lãm Thúy có một lòng ngưỡng mộ sâu sắc. Trong hoàn cảnh khó khăn, ông đã sang Pháp học lấy bằng thạc sĩ công pháp quốc tế. Vào thời đó, đó là bằng cấp cao nhất. Đem những cái hiểu biết, những kiến thức để mà phục vụ cho nước nhà. Nếu mà nói đến giáo sư Bông thì tôi phải nhắc tới rằng là ông muốn đứng ở trong cái vị thế mà đối lập trong một cái thể chế dân chủ. Sau đó ông còn đào tạo hàng ngàn cán bộ cao cấp lãnh đạo trong quốc gia, trong cái thời kỳ đệ nhị Cộng Hòa. Ông đã dùng cái tài năng của ông và cái kiến thức mà ông đã học hỏi được để ông phục vụ cho đất nước. Cái sau cùng mà tôi thấy đó là ông muốn xây dựng một nền dân chủ pháp trị cho tương lai Việt Nam sau này. Giáo sư Nguyễn Văn Bông đã cho chúng ta thấy không những chỉ có kiến thức mà cần phải có thêm đương tri để mà trở thành những người lãnh đạo biết phục vụ và biết nghĩ đến đất nước. Tôi được biết là An Huy là cái người đứng số 1 trên cái danh sách của ông Lê Duẩn để hạ. Chính ông Lê Duẩn nói là từ lúc cách mạng mà ra đời, mà có nghĩa thì cái bọn tư bản chưa có những người lãnh đạo có thể chống một cách rất là hữu hiệu khi chủ nghĩa cộng sản và đảng cộng sản. Thì ông Lê Duẩn nói là nếu hai người này được thành công thì cái thắng lợi của cách mạng sẽ bị hoãn lại 20-30 năm. President Thieu wanted Professor Bom to join the government for two main reasons. One, he knew that the international reputation of South Vietnam, not only because of the one-man election, but because of other things, was extremely poor. And he hoped that by bringing in an outsider and a civilian as well-respected as Professor Bom would help South Vietnam's international reputation. And he was doing this not only to increase help from around the world, but primarily directed at the U.S. people and the U.S. Congress to help maintain the flow of aid.
The second reason he wanted to bring in Professor Bong was he wanted to do the same thing internally for the South Vietnamese government. He wanted to improve the reputation. He wanted to be seen as improving the administrative ability of the government. He wanted to strengthen it in terms of its democratic footprint. So he thought that bringing on Bong would do all this. Professor Bong was well known as being a proponent of democracy in South Vietnam. He was well known for being someone who wanted to apply the rule of law and the constitution to the South Vietnamese people and to the government. And I think Thieu saw this as a chance to sort of reconnect with the constitution that had been created in 1967 to reaffirm his democratic principles, or at least to make a show of it. And I think that he saw Bong as a person who could do that in terms of the moral sort of face of the government, but also to inject a sort of a better administrative discipline within the South Vietnamese people, especially at the lower levels and the provincial levels. The American embassy at the time that I was there had a great interest in him and in his then new progressive nationalist movement. This was in 1969, 1970. And the embassy, the Americans there, were highly impressed with him. They liked the fact that he was a new face. They liked his accomplishments so far. We had in particular, one officer in the political section, Dick Thompson, who literally followed Professor Bong around as he made his public appearances and reported on them back to Washington. Here was a man who was born poor, who struggled to get an early education. That is the story of a man who was a real hero and would be a hero in any culture in the world. Người thanh niên Nguyễn Văn Bông đã vượt qua những giai đoạn cơ cực khi cấp sách đến trường để đạt được nấc thang cao của kiến thức và danh vọng. Đáng quý hơn nữa là ông đã dùng những thành công ấy để trở về phục vụ đất nước, để đào tạo cán bộ lãnh đạo quốc gia, để xây dựng một chính phủ dân sự đoàn kết mọi tầng lớp xã hội. Cộng sản đã nhận ra vai trò thủ tướng tương lai Nguyễn Văn Bông sẽ làm trùng bước cuộc xâm lăng miền Nam của họ. Sát hại ông Nguyễn Văn Bông, nhân tài của đất nước, là một trọng tội đối với dân tộc Việt Nam. Áp đặt chủ nghĩa độc tài và phản dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam là tội ác thứ hai đối với lịch sử Việt Nam. Cuộc đời giáo sư Nguyễn Văn Bông đã gửi đi những thông điệp mạnh mẽ đến các thế hệ tương lai: trau dồi kiến thức để phục vụ đất nước và xây dựng một nền dân chủ pháp trị cho tương lai Việt Nam. Chính những cái tấm gương của giáo sư Nguyễn Văn Bông đã làm cho Hạnh Thảo cảm thấy rằng ông là một người dù bây giờ đã không còn, nhưng trong tâm tư của mỗi người chúng ta là người Việt Nam, luôn nghĩ đến ông sống mãi trong lòng qua những gương hy sinh, yêu thương và tạo nên một lịch sử mà nơi đây chúng ta cần phải giữ gìn. Qua cái cuộc đời, tiểu sử cũng như cái sự nghiệp của giáo sư Nguyễn Văn Bông, có những cái bài học mà thế hệ trẻ chúng ta cần ghi nhận. Thứ nhất, đó là phải trang bị kiến thức giúp cho chính cá nhân chúng ta và giúp cho xã hội, giúp cho đất nước. Vấn đề thứ hai là chúng ta nhận thấy rằng những cái guồng máy độc tài nào họ cũng sợ. Họ sợ những cái người, những cá nhân đó. Cho nên càng nhiều cá nhân, càng nhiều những người trẻ như chúng ta có những cái trang bị về kiến thức, về tri thức, về chí khí của dân tộc, thì chúng ta có thể vượt qua mọi sợ hãi, có thể đối đầu với bất cứ một trở lực nào để có thể xây dựng đất nước, xây dựng xã hội tốt đẹp từ những cái bài học của những người đi trước như là giáo sư Nguyễn Văn Bông. After learning about Professor Nguyễn Văn Bông,
I am just amazed about figures that are really contemporary figures who sacrificed so much and wanted to create a movement that helped society get better. And the movement wasn't just the current society, it was to help the next generations. And I think learning about his history and learning about such a tumultuous time, it helps us, the next generation, learn that there are figures really close to our recent history that can make an, that shows us that we can make an impact as an individual. So I think that's a message that, despite the sacrifices that Professor Nguyễn Văn Bông has left behind, is something that we can carry on for the future. Dự thảo nghĩ rằng giới trẻ yêu nước tại hải ngoại cần rút ra những bài học từ sự hy sinh của giáo sư Nguyễn Văn Bông. Đó là tinh thần phục vụ đất nước cho đến hơi thở cuối cùng. Đó là chủ trương xây dựng một xã hội dân chủ và phát triển. Đó chính là di sản của giáo sư Bông để lại cho các nhà lãnh đạo trẻ để xây dựng một đất nước khi chế độ độc tài sụp đổ. I wanted to share a little bit about my thoughts concerning the Vietnamese American community, especially with the second generation. Ông Trần Thái Văn cho rằng nhiều người trẻ như ông có chung khát vọng về tự do dân chủ thực sự cho Việt Nam. Dù không sống dưới ách thống trị của Cộng sản, thế hệ của ông vẫn coi trọng và sống theo di sản của giáo sư Bông từ nhiều thập niên qua. With our activities, our civic activities here, as a true nation of laws, which we respect, and hopefully carry some of those values, not all of it, but some of it, back to Vietnam, if opportunity arises and if God willing provides us a chance to contribute for a better, brighter, much more positive future for the country and people of Vietnam.